Xin chào, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời nào sẽ đến trong ngày hôm nay nào. Samsung Blue Wing họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Anh Huy này, anh nghĩ sao về sơ đồ 4-4-2 mà đội đang sử dụng? Đây là sơ đồ phổ biến trong thế giới bóng đá hiện nay. Có thể huấn luyện viên sẽ có một vài thay đổi, tuy nhiên khởi đầu trận đấu với sơ đồ 4-4-2 sẽ rất an toàn. Quang Steeler sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Không ai ngăn cản. Phạt đền rồi. Một quả phạt đền và đó là hình phạt duy nhất được trọng tài đưa ra. Nhưng bóng này cần phải được xử phạt hơn thế nữa. Tôi cho rằng cầu thủ phạm lỗi hoàn toàn có thể bị đuổi ra sân trong tình huống này. Nếu không, chí ít anh ta cũng phải bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Rất căng thẳng, những giây bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Đó là một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy. Không thủ môn nào trên thế giới can được cú sút đó. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Chuyền bóng lại thành công. Marcos Llorente Moreno. Đường chuyền quá thông minh. Michael Van Hắc. Tuyệt vời. Bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Và cứu hòa cực kỳ ấn tượng. Nó là một phần của trận đấu. Bàn thắng bằng đầu tuyệt vời. Vâng, anh ấy đã tập luyện đánh đầu rất nhiều. Anh ta đã được đào tạo để thực hiện điều đó. Ôi, anh có cảm nhận được không? Cú đánh đầu đấy mạnh không thua kém gì một cú sút cả. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Sóng gió đã nổi lên. Pha cản phá rất xuất sắc. Marcos Llorente Moreno. Leandro Trossard. Hoàng Huy Chan. Có cơ hội. Lại một bàn thắng nữa. Trong tích tắc và họ đã có thêm một bàn thắng được ghi. Họ đang làm rất tốt. Đúng vậy, đối thủ của họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Và đúng như dự đoán, Samsung Blue Wing lại dẫn trước. Hyo Yong Jun. Rất tốt. Kim Min-jae đã giành quyền kiểm soát bóng rất tốt, đúng thời điểm. Rất tốt. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Có cơ hội ngay bây giờ. Pha phá bóng biến từ bên ngang. Có thể tạt bóng. Pha bóng an toàn.
anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Wanderson, Cavajo, Oliveira. Tạt bóng đi. Thật gọn gàng. Michael Ballack. Chuyền bóng lại. Hugh Minson. Marcos Llorente Moreno. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Tuyệt vời, một bàn thắng vui vừa mắt của Hoàng Minh Chôn. Một pha cửa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một góc nhìn rất tốt từ pha chiếu lại. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Tạt đi. Kim Min-jae đã giành quyền kiểm soát bóng rất tốt, đúng thời điểm. Đây là pha tấn công bất ngờ. Hãy nhìn pha này bên này xem. Xin Jin Ho. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 3-1. Tôi không hề ngạc nhiên với quyết định này. Nó xứng đáng với màn trình diễn đáng thất vọng của anh ấy trong trận đấu này. Có lẽ anh ta chưa chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực cho trận đấu này. Hoàng Huy Chan. Marcos Llorente Moreno. Wanderson, Cavajo, Oliveira. Xin Quang Hùng. Anh ta đã xoạc xuống bóng, nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Xin Quang Hùng. Một pha tác bóng mạnh mẽ ngay đường biên dọc. Và sau đây là pha ném biên. Hugh Yong-jun. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Son Heung-min. Hoàng Huy Chan. Sẽ có một tình huống đá phạt hết sức nguy hiểm. Góc rút rất rộng về phía cầu môn. Huấn luyện viên chuẩn bị rút một tiền đạo cánh ra khỏi sân vì chính anh ta đã làm chưa tốt vai trò của mình là khuấy đảo, đột phá vào hàng phòng ngự đối phương. Vâng, các bạn có thể thấy trong những phút vừa qua tiền đạo này không thể có nổi một đường kiến tạo nào cho ra hôn cả. Và nó là một quả đá phạt. Cú đá quá thiếu chính xác. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Jeong Jae-hee. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Son Heung-min. Michael Ballack. Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang nắm quyền kiểm soát và có được những đường chuyền rất tốt. Tôi cảm thấy họ có một sự tự tin rất vững vàng đấy. Cơ hội nguy hiểm cho... Sút đi. Ôi, bóng đã được giữ lại.
bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Pha bóng Thiên Sư cẩn trọng theo phòng ngự. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Chiếc xe bát hai tầng vững chắc đang được dựng lên. Hoàng Huy Trang, đây rồi. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Rosat đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Một bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi, pha quay dần sẽ cho chúng ta thấy đường sự yếu kém của phòng ngự trong bàn thắng này. Cũng không hẳn đâu, đó là đường căng ngang rất tốt, hàng hậu vệ đã làm hết sức của mình. Cú đánh đầu rất mạnh. Và còn hiểm hóc nữa, thủ môn hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Thời gian đã đếm ngược, chỉ còn 2 phút thi đấu chính thức. Riêng Jae Hee. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Lee Kwang Yeok. Đền rồi. Một quả phạt đền và đó là hình phạt duy nhất được trọng tài đưa ra, nhưng bóng này cần phải được xử phạt hơn thế nữa. Tôi cho rằng cầu thủ phạm lỗi hoàn toàn có thể bị đuổi ra sân trong tình huống này. Rất căng thẳng nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Đường chuyền quá thông minh. Michael Van Ack tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Pha cứu hòa cực kỳ ấn tượng. Có cơ hội, lại một bàn thắng nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Tuyệt vời, một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Hoàng Minh Chôn. Một pha cửa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cơ hội nguy hiểm cho tuyển Samsung Blue Wing. Sút đi. Ôi, bóng đã được giữ lại. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Trossard đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn.